chè răng hay làm theo con nhé. Con không thích à, không đánh răng đâu mẹ. Mình cần bảo vệ răng thật khỏe mạnh con nhé. Con không thích à, không đánh răng đâu mẹ. Nhìn bạn nhỏ này con, nghe lời mẹ thật ngoan. Đánh răng giặt sạch con yêu hãy xem này. Dạ dạ mẹ yêu ơi, con nghe lời mẹ thật ngoan. Đánh răng cho sạch mẹ hãy xem con này. Giờ mình cần đi tắm, nghe lời mẹ con nhé. Đi tắm cho người luôn sạch sẽ. Con không thích à, không tắm đâu mẹ à. Nhìn bạn nhỏ này con, nghe lời mẹ thật ngoan. Tắm mát rất tuyệt, con yêu hãy xem này. Dạ dạ mẹ yêu ơi, con nghe lời mẹ thật ngoan. Tắm mát cho sạch mẹ hãy xem con này. Giờ mình mặc quần áo, nghe lời mẹ con nhé. Con không thích à, con sẽ không mặc. Nhìn này bộ quần áo trông thật đẹp này con. Con không thích à, con sẽ không mặc. Nhìn bạn nhỏ này con, nghe lời mặc quần áo. Đáng yêu như một chú khủng long bé nhỏ. Yêu ơi con nghe lời mặc quần áo. Đáng yêu như một chú khủng long bé nhỏ. Wow. Nào nào lại để con đi ngủ thật ngoan nhé. Con không thích à, con sẽ không đi ngủ. Giường này thật ấm áp, đi ngủ nào con yêu. Con không thích à, con sẽ không đi ngủ. Ngày xưa, có một chú khủng long khổng lồ. Chú rất thích vui chơi cùng các bạn. Vị hành gia Jin và bé John, hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nhà. Ta đeo găng tay, đi thêm đôi giày, mình mặc đồng phục thật ngầu nhé. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nhà. Wow, hãy nhìn chiếc phi thuyền kia. Vâng, đội trưởng Jack. Tuyệt.
các con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt! Yeah! Hãy cùng đi khám phá ở bên trong. Sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây. Cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Đau lắm,
hãy giúp anh chữa vết thương này, hãy giúp anh chữa vết thương này, đau thật đau, đau thật đau. Đừng lo nhé anh, lại đây với em nào anh yêu, nào anh yêu, em sẽ chữa vết thương này, anh hãy yên tâm không sao mà. Ta có rất là nhiều đồ ăn, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon, vui rất vui ta cùng nhau ăn, yum 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 yum, cùng ăn. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Món này có vị mặn. Đây món phô mai mặn phải không? Thật là thơm, thật là thơm. Con thích phô mai mặn này lắm. Yum 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Yêu. Món này có vị chua. Đây chính là vị quả kiwi. Quả kiwi, quả kiwi. Kiwi rất ngon, có vị chua chua. Yum, 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Không, vị của nó rất đắng. Anh thấy chua chua và thấy đắng. Là quả cam, là quả cam. Cam rất ngon, hãy cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Ta cùng nhau ăn, yum 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui rất vui ta cùng nhau ăn, yum 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 yum. Con. Wow, các con đang muốn làm gì vậy? Bá có thể giúp không? Chạm rửa xe của chúng ta. Mình hãy bắt đầu nhé con. Chạm rửa xe đã sẵn sàng. Cùng đi qua nhé các con ơi, thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhé con yêu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch kính chắn gió, lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. À,
Chạm rửa xe chúng mình có thêm xà phòng đây nhé các bạn. Nhìn này bong bong pop 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 pop, thật tuyệt phải không? Bong bong xà phòng rửa sạch xe cho chiếc xe của mình. Xoa xoa rồi chà thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Ba sẽ cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi chà chà chà. Làm cùng nhau nhé rồi nước ngay. Bọn mình lau hết vệt bẩn, thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Bong bong xà phòng rửa sạch xe cho chiếc xe của mình. Xoa xoa rồi chà thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Chúng ta phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau cổ xe. Rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa rửa rửa. Hãy sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe bé xinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau lau lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa. Sẽ có một bồn tắm tuyệt vời với tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình. Đặt bé vào trong trong bồn tắm đây, trà tắm và chơi đồ chơi nhé con. Bong bong nhiều lắm, nước thì dâng cao, thật vui mình cha nghe sóng sóng sóng. Một trò chơi thú vị. Cá mập con là cá mập màu vàng. Con có thể đưa nó qua vòng màu vàng không? Con đã làm được rồi, con yêu. Con đã tìm thấy chiếc vòng màu vàng. Con có muốn xem cá mập con thổi bong bóng không? Bông xà bông bông nồi bên đây, bông xà bông kia ngay bên kia. Bông bông kia trong nước và không trung, bông thần kỳ bông khắp muôn nơi. Cá mập anh có màu xanh. Con có thể tìm chiếc vòng xanh cho cá mập anh không? Đúng rồi, con đã tìm thấy chiếc vòng xanh. Màu tím cho chị cá mập không? Wow, tìm thấy cái vòng tím nhanh ghê. Một cái bồn nho nên dành cho con, một
nơi tuyệt lắm. Nào bé hãy đến cùng nhau mình khám phá. Nào bé yêu rồi ta trèo đi, thuyền ta bơi bơi. Cá mập mẹ màu đỏ, tại sao chúng ta không giúp cá mập mẹ vượt qua vòng màu đỏ? Chúng ta có đủ bọt bong bóng rồi. Một cái vòng màu đỏ, con làm tốt lắm. Vào lúc trời khơi nơi này ta đi, một thứ mình nhớ này bé con ơi. Có đồ chơi game này ta chơi, mình tâm mỗi ngày vui vẻ lắm đây. Con yêu, đây là trạm cứu hỏa. Xin chào, chào mừng các bạn đến với trạm cứu hỏa. Đến đây nào bé John, hãy cùng xem xe cứu hỏa. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là vòi phun nước này. Lính cứu hỏa John, kiểm tra chiếc vòi nào. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là một chiếc thang dài. Hãy nhìn đây. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là còi báo động. Hãy nhìn những cái nút này, mẹ John có muốn ấn không? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là trang phục lính cứu hỏa. À, tôi có ý này. Mọi người có muốn mặc thử trang phục lính cứu hỏa không? Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, lên xe với tôi. Hãy đi nào, lính cứu hỏa. Xin hãy chú ý, lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nào. Yeah. Bạn nhỏ đang chơi rất vui này, rồi ăn trái cây kìa. Và bạn đã vứt rác xuống vườn, chúng mình không nên như vậy. Đi xe đạp rất nhanh kìa, không an toàn bé yêu à. Phải cẩn thận và chú ý. Chơi rất vui này, rồi nghe thấy tiếng nhạc, chạy theo chiếc
đang vẽ tranh kìa. Rồi nhìn thấy bướm xinh đẹp chạy theo chú bướm nhỏ, quên cất đồ vẽ đi rồi. Ôi không kìa, anh trai đi vào không thấy đồ vẽ trên sàn, cần để đồ gọn gàng em nhé. Ôi anh bị ngã đau rồi. Ôi không. Bạn nhỏ đang chơi khôi xếp hình, rồi chú cho đi vào cùng chơi với chú cho nhỏ, quên cất đồ chơi đi rồi. Ba mẹ đang vui cười không thấy đồ chơi rồi, cần dọn dẹp khi chơi xong nhé. Ôi không, thật quá đau này. Và bây giờ lửa đang lan ra. Các bé đừng lo, chú sẽ gọi cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa chú ý, ở đây đang có một đám cháy. Có một đám cháy trong khu rừng, chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Mau đi chữa cháy bạn ơi, có chúng tôi đây. Đứng xa ra nhá. Đừng lo lắng, đội cứu hỏa đã tới nơi rồi. Linh cứu hỏa tới rồi đây, hãy xem tôi dập tắt ngọn lửa. Phun nước thật nhanh bạn ơi, yên tâm không sao mà. Du du du, phun nước thật là nhanh. Du du, phun nước thật là nhanh. Du du, hãy nhìn tôi đây. Chúng tôi đã kiểm soát được đám cháy, mọi người đã an toàn. Đám cháy. Hãy nhớ rằng luôn đứng xa lửa trại và giữ các đồ vật ở xa ngọn lửa các bé nhé. Đúng vậy, làm như thế sẽ giúp các cháu vui chơi bên lửa trại thật an toàn. Chúng ta an toàn rồi. À đợi đã, chúng tôi có thứ này rất đặc biệt dành cho đội cứu hỏa. Linh cứu hỏa dũng cảm ơi, chúng tôi rất cảm ơn các bạn. Trao huy hiệu dũng cảm đây, thật vui khi đã an toàn. Thank you.
ngay bây giờ và đi cứu người nữa. Tạm biệt mọi người nhé.